tay hiệu cho những người dắt châu đưa châu vào trong sân thi đấu. Chúng ta giơ cờ cao lên và sát với mặt châu. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn. Và ngay sau đây là trận thi đấu thứ 5 của vòng chung kết Hội chợ châu Đồ Sơn năm nay. Giữa châu số 12, chủ châu là ông Nguyễn Quốc Dược, phường Minh Đức, sẽ gặp châu số 16, chủ châu là ông Nguyễn Chí Hiếu, phường Hợp Đức. Những người cầm cờ cửa Nam giơ cao cờ lên, đưa sát mặt châu. Dừng châu, cửa Nam dừng châu. Vâng, châu số sau khi rút xong, lực lượng giáp châu và người cầm cờ chúng ta vào sau phía hàng rào bằng nối ra đảm bảo an toàn, không trèo qua tường rào. Đề nghị trận đấu tất cả bắt đầu vào vị trí. Vâng, châu số 12 đã chủ động tấn công châu số 16. Tất cả vào vị trí an toàn. Và cũng không kém phần long trọng thì châu số 16 đã quay trở lại đấu đầu với tấn công với châu số 12. Rất quyết liệt. Vâng, châu số 12 tỏ ra rất quyết liệt. Giữ uy thế trên vâng. Luôn chủ động tấn công châu số 16. Dường như liên tục là những miếng hổ lao ở các cặp đấu của vòng chung kết năm nay được diễn ra. Với khả năng thi đấu rất quyết liệt của châu các cặp châu, và từ đó thấy được rằng trình độ và độ lì với khả năng khéo léo của các châu cũng hết sức tốt. Chính vì vậy mà luôn phá được những thế tấn công, những miếng hổ lao và những miếng đòn rất mạnh từ phía đối phương của mình. Mặc dù bị châu số 12 tấn công trước rất mạnh mẽ và mang tính uy hiếp, nhưng châu số 16 tỏ ra không sờn, rất lì, rất vững vàng và bình tĩnh. Mặc dù bị gầy sát đầu và đẩy lùi từ phía châu số 12, nhưng châu số 16 luôn giữ đúng khoảng cách để châu số 12 không thể gỡ sừng ra mà lấy cáng châu số 16. Như vậy đã có thể nói rằng là châu số 16 rất khéo léo. Trên sân chúng ta đang theo dõi châu số 12 thi đấu với châu số 16. Châu số 12 của ông Nguyễn Quốc Đạt ở phường Minh Đức và châu số 16 của ông Nguyễn Chí Hiếu, phường Hợp Đức. Phường Minh Đức và phường Hợp Đức trước đây là xã Đức, được tách ra theo Nghị định 145 ngày 12 tháng 9 2007 của Chính phủ. Và bây giờ thì hai châu của hai phường đang thi đấu trên sân. Châu số 12 đã chủ động tấn công châu số 16 hơn. Từ trận đấu ban đầu bây giờ chúng ta theo dõi là châu số 20 đã chiến thắng châu số 09. Châu số 20 của ông Lưu Đình Tới, phường Vạn Hương, người đã có châu đoạt gì giải nhì năm 2016, thi đấu rất hay. Và trận thứ hai là châu số 25 đánh dập về phía châu số 27 của ông Phương Văn Hà cùng phường Bằng Na, thì châu số 25 đã bị choáng. Trận thứ ba thì châu số 32 đã chiến thắng châu số 01. Trận thứ bốn, châu số 31 chiến thắng châu số 14 của công ty cổ phần taxi Nguyễn Gia, phường Hợp Đức. Và trận thứ năm thì chúng ta đang theo dõi hai châu của phường Minh Đức và phường Hợp Đức đang thi đấu trên sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Vâng, một miếng cáng của châu số, vâng, một miếng cáng của châu số 12. Một pha cáng rất hiểm của châu số 12.
về phía châu số 16. Theo quan sát của chúng tôi thì ngày hôm nay quê hương Đồ Sơn đã đón khoảng 2 vạn khán giả về với vòng chung kết mùa hội năm nay. Và nền nhiệt trên sân bây giờ đang nắng giòn, tạo nên sự ấm áp. Và hôm nay thì nhiều phi hành đoàn đã chờ rất nhiều khán giả từ mọi miền Tổ quốc về với Đồ Sơn. Và chúng tôi giới thiệu với quý vị là chúng ta đang xem phần hội. Còn quý vị chúng ta được đón xem phần lễ của Đồ Sơn thì chúng ta hãy đăng ký để những tour du lịch để xem phần lễ của Đồ Sơn. Một phần lễ trải dài từ ngày mùng 1 tháng 8 trở đi đến ngày lễ Tống Thần. Đó là vào ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch sẽ diễn ra lễ dâng hương Thượng Cầu Hội ở Đền Nghè và Đền Nam Hải Thần Vương. Ngày mùng 7 tháng 8 diễn ra lễ rước nước ở Đền Nghè. Ngày mùng 8 tháng 8 âm lịch diễn ra lễ vào trận. Và ngày 16 tháng 8 diễn ra lễ Tống Thần ở Đền Nghè. Ngày mùng 1 tháng 8 diễn ra lễ dâng hương Thượng Cờ Khai Hội. Và ngày mùng 7 tháng 8 là lễ rước nước. Ngày 15 tháng 8 là các hoạt động lễ hội kỳ phúc, tế tiên hiền, hậu hiền. Và ngày mùng 9 tháng 8 lễ rước thành hoàng của các phường dự hội. Và ngày mùng 10 tháng 8 là lễ hiến sinh châu vô địch. Và ngày mùng 10 tháng 8 là lễ tống thần. Vâng, chúng tôi xin giới thiệu quý vị hãy đăng ký những tour du lịch để xem phần lễ hội, phần lễ cò, lễ chọi trâu, Đồ Sơn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Và chúng ta cùng hướng về phía khán phía nam, tức là khán đài C, đó là Long Đình Bát Biểu của bảy phường. Đây là có những cổ vật hàng trăm năm rất giá trị để thờ ở các đình làng. Chúng tôi xin giới thiệu để quý vị và các bạn chúng ta được biết. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn. Lúc này thì châu số 12 vẫn tỏ ra chủ động tấn công hơn về phía châu số 16. Thời gian đã trôi qua hơn 6 phút. Vâng, 6 phút. Vâng, hơn 6 phút là quãng thời gian diễn ra trận đấu thứ 5 này. Và lúc này thì châu số 12 vẫn tỏ ra chủ động tấn công hơn. Ngay từ ban đầu, từ phía cửa Bắc thì châu số 12 đã tấn công rất mãnh liệt về châu số 16. Nhưng không thành công. Và liên tục suốt quãng thời gian vừa rồi là những miếng trả đòn cộng với mấy tấn công của châu số 16. Lúc này đây thì châu số 12 vẫn đang đẩy rất mạnh về châu số 16 và hy vọng rằng gỡ được sừng của châu số 16 ra thì sẽ tung ra những miếng cáng quyết định đối phương của mình. Nhưng quả thật là châu số 16 rất khéo léo, rất can trường và ghi sát đầu châu số 12, không để cho châu số 12 gỡ sừng ra và lấy cáng tấn công mình. Vẫn rất quyết liệt từ phía châu số 12. Rất sung. Vâng, rất khôn, châu số 16 đã quỳ xuống rồi. Trọng tài các ông chí buộc chặt cái cổng nối ra vào. Châu số 12 đã dùng sức và đòn tấn công mình đẩy lùi châu số 16 từ khu vực giữa sân về phía cửa nam và bây giờ lại đang quay trở lại về khu vực giữa sân. Vẫn là thế tấn công của châu số 12. Đấu đầu rất khôn khéo của châu số 16. Vâng, một miếng cáng rồi nhưng chưa thành công của châu số 12. Với khả năng quyết đấu của châu số 12, mong muốn giành chiến thắng trước châu số 16 nhưng quả thật rất khó. Lực lượng chiêng trống cổ vũ mạnh hơn nữa được không ạ? Đẩy lùi không được. Lúc này thì châu số 12 lại quỳ xuống. Vâng, lại đang quỳ xuống. Chúng ta đang theo dõi thì châu số 12 cũng như châu số 31 cũng đang rất là chịu đánh. Và châu số 16 cũng như châu số 14 cũng đang đứng để cho đối phương tấn công. Và châu số 12 đã đang chủ động tấn công châu số 16. Chúng tôi đây đang giới thiệu trận châu số 31, châu số 14 đang giống với trận tiếp theo này. Và châu số 12 đang có những pha chủ động tấn công nhiều hơn về phía châu số 16.
ở vòng 1/8 vòng chung kết có 8 trận đấu thì bây giờ chúng tôi đã tổng thống kê được 4 châu ở cửa nam giành chiến thắng. Đã có 4 châu ở phía cửa nam giành chiến thắng. À, vòng đấu loại thì chúng tôi cũng đã giới thiệu tới quý vị có 16 trận thì đến 13 châu ở cửa nam giành chiến thắng. Chỉ có 3 châu cửa bắc giành chiến thắng ở vòng loại. Vâng, châu số 12 đang dùng sức đẩy lùi và tấn công châu số 16 rất quyết liệt. Nhưng chưa thể làm gì tốt hơn. Và như vậy đúng là như vậy. Lúc này thì châu số 12 vâng đang tổ chức tấn công châu số 16. Bắt châu. Đề nghị lực lượng bắt châu của ban tổ chức. Trọng tài công bố. Sau 9 phút 45 giây thì châu số 12 của ông Nguyễn Quốc Dược, phường Minh Đức đã chiến thắng châu số 16 của ông Nguyễn Chí Hiếu, phường Hợp Đức. Cửa nam khi châu ra ngoài, các ông chí đóng cổng lại. Sau trận thứ 5 là trận thứ 6, chúng ta sẽ được xem châu số 07 của ông Đinh Đắc Đoàn, phường Ngọc Xuyên gặp châu số 11 của ông Đoàn Văn Bình, phường Minh Đức. Chủ châu Đinh Đắc Đoàn là con trai của nghệ nhân Đinh Đắc Xê, một người đã có nhiều giải nhất, giải nhì trong các mùa hội. Và năm nay thì chủ châu ông Đinh Đắc Đoàn có châu số 07 thi đấu với châu số 11 ở vòng chung kết. Châu số 11 của ông Đoàn Văn Bình, phường Minh Đức. Và năm 2013, một năm có điểm nhấn, lễ hội chợ châu Đồ Sơn được nhà nước công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thì châu số 24 của ông Đinh Đắc Đoàn đã giành chiến thắng, một năm hết sức đầy ý nghĩa với ông Đinh Đắc Đoàn. Cửa nam châu số 10 đã bắt được rồi. Chúng tôi quan sát thấy một vị khán giả cầm mô ngồi trên hàng rào ở phía bên cửa nam. Yêu cầu khán giả này đi xuống. Chúng ta cùng quan sát trên sân là năm nay thì sân vận động hàng rào đã được gia cố rất chắc chắn. Và đặc biệt chúng ta quan sát là đi theo đường vòng cung. Có một cái thuận lợi là hàng rào cũng là đường dẫn châu ra khu vực thoát châu luôn. Kính thưa quý vị, và như vậy là chúng ta vừa chứng kiến xong trận đấu thứ 5 của vòng chung kết. Xin mời quý vị cùng chờ đợi trận đấu tiếp theo. Đó là trận đấu thứ 6
giữa châu số 11 của ông Đoàn Văn Bình, phường Minh Đức sẽ gặp châu số 07 của ông Đinh Đắc Đoàn, phường Ngọc Xuyên. Thưa toàn thể quý vị, để có những giây phút ngắn ngủi của ngày hội, người dân Đồ Sơn thường tiến hành chuẩn bị theo 3 bước rất công phu, gồm mua trâu, chăm sóc trâu và tập luyện cho trâu. Từ cuối tháng riêng âm lịch, khi ăn Tết xong, người dân Đồ Sơn đã bắt tay vào chuẩn bị cho ngày hội. Hội chợ trâu xưa chỉ được quy định số lượng trâu bổ theo xuất đinh của các giáp, các xã trong tổng Đồ Sơn. Ngày nay được phân bổ cho các đơn vị phường trên địa bàn. Mỗi năm số lượng trâu tăng dần bởi sự hấp dẫn của hội và sự giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Trong chủ trương, đường lối lãnh đạo của các cấp, các ngành, những người được vinh dự nhận một suất trâu tham gia hội đều rất tự hào, vui mừng chuẩn bị chọn cử người có nhiều kinh nghiệm đi tìm và chọn mua trâu. Những người được cử đi mua trâu thường không quản ngại khó khăn vất vả, lặn lội tìm kiếm khắp các chợ từ Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình và ngược lên Tuyên Quang, Hà Giang sang Thủy Nguyên, Hải Dương để mua về cho được một con trâu tốt với những đặc điểm ngoại hình đã được ước định trong những câu văn vần như ức rộng, háng to, cổ cò, đuôi chai, đít nhót, lưng tôm bà, sừng cánh cung. Đó là những con trâu to lớn, độ tuổi từ 8 đến 10 năm tuổi, ngực nở rộng, háng to bè, cái cổ tròn, mập, dài, thu nhỏ dần về phía đầu. Sau những tiêu chuẩn ngoại hình đầu tiên đó, họ còn phải chú ý đến kích thước trâu từ nách đến gáy, đến sừng, khuấy tam tinh, đến mắt, răng và chân. Cẩn thận hơn, người mua còn chú ý đến tiếng thở của trâu. Trâu càng kín hơi càng có sức chịu đòn và gan lì trong trường đấu. Mua được trâu trọi vừa ý là điều đáng mừng, nhưng để con trâu phe giáp mình giành chiến thắng trong ngày hội thì còn phải phụ thuộc vào nhiều điều khác nữa, nhất là khâu chăm sóc và tập luyện cho trâu. Trâu trọi được nuôi dưỡng rất cẩn thận, chu đáo. Trâu ở cửa Nam đồng chí cho tập kết ngoài cổng, chờ cửa Bắc đưa trâu vào rồi mới cho vào trong sân. Chúng ta còn 10 trận đấu nữa. Vòng chung kết có 15 trận thì chúng ta đã được xem 5 trận, còn 10 trận. Vòng 1/8 có 8 trận thì chúng ta đã được xem 5 trận, còn 3 trận. Vòng tứ kết có 4 trận, bán kết 2 trận và 1 trận chung kết. Ở vòng 1/8 thì chúng ta có 8 trận để chọn 4 châu vào thi đấu. Chọn 8 châu vào thi đấu vòng tứ kết. Có nghĩa là 4 trận. Ở vòng tứ kết chúng ta có 8 châu để chọn 4 châu vào thi đấu 2 trận bán kết 1 và bán kết 2. 2 châu thắng ở trận bán kết 1 và bán kết 2 sẽ vào thi đấu trận chung kết. Kính thưa toàn thể quý vị, đến với lễ hội chợ trâu hôm nay, du khách không chỉ được hòa mình trong không khí náo nhiệt của hội hè mà còn cảm nhận được những dấu ấn văn hóa lịch sử in đậm qua thể thức hội trong các biểu tượng đầy mỹ cảm, đầy thiêng liêng, song cũng rất đời thường. Và mỗi người từ cõi vô thức và cái hữu thức thực tiễn đều dấy lên trong mình cùng cộng đồng một tinh thần quật cường. Hai châu đã tập kết ở hai cổng. Đề nghị hai cổng mở cửa cho châu vào thi đấu. Xin mời quý vị cùng đến với trận đấu tiếp theo. Giữa châu số 11 của ông Đoàn Văn Bình, phường Minh Đức gặp châu số 07 của ông Đinh Đắc Đoàn, phường Ngọc Xuyên. Và kính thưa quý vị, ở trận đấu này thì châu số 11 của ông Đoàn Văn Bình, phường Minh Đức được đưa vào từ cửa Bắc. Châu số 07 của ông Đinh Đắc Đoàn, phường Ngọc Xuyên được đưa vào từ cửa Nam. Sau khi rút mũi cho hai châu thi đấu, tất cả các lực lượng chúng ta vào sau hàng rào khán đài B bằng nối ra đảm bảo an toàn. Không nhảy qua hàng rào trông rất là xấu. Những người dắt cờ ở phía cửa Bắc chúng ta đi xa, rất xa châu. Chúng ta mở cờ sai rồi, khi rút thừng mới mở cờ. Chủ trâu cửa Nam vi phạm rồi. Chúng ta dừng trước vạch. Tất cả về sau hàng rào đây. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, trận thi đấu, trận thi đấu thứ 6 của vòng chung kết đã được diễn ra. Từ phía cửa Nam, châu số 07, chủ trâu lóng Đinh Đắc Đoàn, phường Ngọc Xuyên. Và ở phía cửa Bắc là châu số 11, chủ châu lóng Đoàn Văn Bình, phường Minh Đức. Hai châu vào trận tỏ ra rất chậm rãi, rất thong thả. Đề nghị lực lượng bảo vệ
cửa Bắc không cho người ngồi trên thành của đường thoát châu. Đây thì lực lượng bảo vệ của cửa Bắc, chúng ta không để người ngồi trên cái thành của cái đường thoát châu để đảm bảo an toàn. Như chúng tôi quan sát thì hai châu có tỷ lệ về độ cao và rộng của sừng rất khác nhau. Chính vì vậy mà những biếng đòn hai châu đưa ra để lấy cáng và tấn công đối phương hoàn toàn khác nhau. Quý vị cùng theo dõi. Đề nghị lực lượng trọng tài bàn chúng ta theo dõi thời gian của hai châu. Châu số 11, chủ châu là ông Đoàn Văn Bình, phường Minh Đức. Châu được mua tại Sóc Trăng với chiều cao là 1,43m, chiều dài là 2,15m, vòng ngực là 2,30m và độ cao của sừng là 0,43m, độ rộng của sừng là 0,51m, một khoang, bốn khoáy. Giao tranh với châu số 07, chủ châu là ông Đinh Đắc Đoàn, phường Ngọc Xuyên. Châu được mua tại Kiên Giang với chiều cao là 1,42m, chiều dài là 2,13m, vòng ngực là 2,20m, độ cao cổ sừng là 0,52m và độ rộng cổ sừng là 0,75m. Lúc này thì hai châu đang di chuyển gần về phía cửa Bắc và nghênh nhau. Thoát đầu thì châu số... Vâng, như vậy là châu số 10. Từ ở phía cửa Nam vào thì lúc này châu số 07 đã chủ động quay trở lại từ phía cửa Bắc tấn công châu số 11. Sau khi về trong sân thì hai châu đang thăm dò nhau rất là dài. Với thời gian thì vừa rồi chúng tôi thấy là châu số 7 của ông Đinh Đắc Đoàn đã chủ động tấn công về phía châu số 11 của ông Đoàn Văn Bình ở phường Minh Đức. Và chúng ta đang theo dõi hiện nay thì hai châu đang đưa nhau về phía cửa Bắc ở sân vận động. Những trận đấu đã đi qua chúng ta xem từ đầu đến giờ là trận thứ 5 và chúng ta đang biết được những ứng cử viên đi vào sâu hơn, đó là châu số 20, châu số 32, 31, 25, 12 đã thi đấu và chúng ta biết được những châu đều đánh hay và bị đòn đau. Và những châu nào mà có những pha đánh nhàn hơn thì sẽ được đi vào sâu dài hơn. Chúng ta cùng theo dõi trận đấu này. Vâng, sau một hồi nghênh nhau thì hai châu cùng đưa nhau về phía cửa Bắc. Một hồi nghênh dài thì lúc này châu số 07 quay trở lại tấn công châu số 11 nhưng không thành công. Và lúc này thì hai châu đang tì sát mặt xuống sân để tìm cách lấy cáng cũng như đè đối phương. Rất cố gắng, có thể nói rằng châu số 07 đang rất cố gắng. Nhưng thật khó có thể gỡ sừng ra bởi châu số 11 lúc này đang cài sừng ở... Vâng, một bên đang cài ở phía trên sừng của châu số 07. Khoảng sừng của châu số 07 là rất rộng. Chính xác là 24cm so với châu số 11. Đề nghị lực lượng chiêng trống ạ. Đề nghị lực lượng chiêng trống ạ. Chúng ta cổ vũ mạnh mẽ hơn ạ. Hết sức cố gắng tấn công của châu số 07. Một vòng tròn quay xung quanh vị trí thi đấu của hai châu. Và một miếng, vâng, một miếng cáng của châu số. Có thể nói rằng đây không phải là một miếng cáng nữa. Vâng, một miếng cáng rất đẹp của châu số 07. Một miếng cáng móc hầu châu số 11 lên của châu số 07. Với khả năng cáng, vâng, miếng cáng này. Thưa quý vị và các bạn, với miếng cáng như này thì chúng tôi liên tưởng tới cặp sừng của châu số 25.
của ông Nguyễn Văn Trọng phường Mỹ Đức. Vâng, rất hiểm hóc. Vâng, quả thật là một miếng cáng rất nguy hiểm và đủ vâng đầy đủ sức mạnh. Và châu số 07 đang tấn công quyết liệt châu số 11. Xin chúc mừng ông Đinh Đắc Đoàn, tổ chức bắt châu. Châu số 07 khẩn trương đưa ra khỏi sân. Những người dắt châu. Bắt châu. Tôi yêu cầu những người trên sân tổ chức bắt châu. Chuẩn bị đóng cổng phía nam. Cậu chỉ đóng cổng phía nam lại. Trọng tài công bố sau 5 phút 24 giây. Châu số 07 của ông Đinh Đắc Đoàn, phường Ngọc Xuyên đã chiến thắng châu số 11 của ông Đoàn Văn Bình, phường Minh Đức. Thưa quý vị, ngay sau khi vào trong sân ở trận thứ 6 thì hai châu đã tỏ ra thăm dò nhau một thời gian khoảng 2 phút. Và sau đó thì châu số 07 của ông Đinh Đắc Đoàn đã chủ động tấn công. Châu số 11 cũng hết sức ngoan cường. Nhưng với cặp sừng đầy tiêu chí của một những pha đoàn hiểm thì châu số 07 đã móc hàm châu số 01. Với những pha cáng hiểm như thế này thì châu số 01 đã thua trận. Và nhìn cặp sừng châu số 07 của ông Đinh Đắc Đoàn khiến chúng tôi nhớ lại châu số 25 của ông Nguyễn Văn Trọng, phường Minh Đức, và châu số 23 của ông Hoàng Đình Long đã có những pha đánh giống châu số 07. Một cặp sừng hết sức lý tưởng. Chúng tôi xin điểm lại một số trận đánh để quý vị tiện quan tâm theo dõi. Châu số 20 đã thắng châu số 09 và châu số 20 của ông Lưu Đình Tới được đánh giá rất là sung mãn. Và châu số 25 có thể to, căng. Nhưng châu số 25 của phường Bằng Na đã có một cú đánh dập về phía châu số 27 và châu số 25 rất choáng. Và tính từ đầu trận đến giờ thì không biết là châu số 25 đã được chăm sóc và sẽ thi đấu như thế nào với châu số 20. Nhưng dù sao, theo nhận định chúng tôi thì châu số 20 cũng có những thế thuận lợi hơn châu số 25. Và châu số 20 sẽ gặp châu số 25 ở trận tứ kết đầu tiên. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ quan sát châu số 32 gặp châu số 31. Châu số 32 của ông Hoàng Đình Dũng, phường Ngọc Hải đã gặp và chiến thắng châu số 01 của ông Phạm Minh Tuấn, công ty cổ phần Phú Quý, phường Vạn Sơn. Và châu số 32 sẽ gặp châu số 31, thì châu 31 chúng ta đã xem ở trận thứ tư chiến thắng châu số 14 của công ty cổ phần taxi Nguyễn Gia. Là một châu mau đánh và châu 14 thì chịu chờ cho châu 31 tấn công. Nhưng cuối cùng thì châu số 14 đã thất thủ để cho châu số 31 thắng trận. Và kế tiếp trận thứ 5 thì kịch bản trở lại với trận thứ tư, châu số 16 cũng đã để cho châu số 12 liên tục tấn công mau đòn về phía mình. Với những pha đánh hiểm hóc và liên tục thì châu số 12 đã chiến thắng. Và châu số 12 thì chúng ta sẽ nhận định là chắc chắn sẽ gặp châu số 07 của ông Đinh Đắc Đoàn vừa rồi ở trận tứ kết thứ 3. Và hai trận tiếp theo là trận châu số 03 của ông Hoàng Xuân Sơn, phường Vạn Sơn sẽ gặp châu số 23 của ông Lưu Đình Vũ, phường Vạn Hương. Nếu châu nào thắng thì sẽ gặp châu thắng ở trận thứ 8, tức là châu số 08 của ông Hoàng Gia Bổn sẽ gặp châu số 22 của ông Hoàng Đình Phúc, phường Vạn Hương. Mà hai châu ở chọi trận 1, trận 2 mà chúng ta xem ở đầu tiên đó. Và dự báo của chúng tôi mùa hồi năm nay thì rất dễ châu cửa nam sẽ giành giải.
giải cao của mùa hồi năm nay và chúng ta cùng theo dõi. Và càng vào sâu giải thì chúng ta càng có những châu chọi hay đi vào sâu giải. Cho lên cổng là dừng lại, bên này sẽ thông báo nhá. Ok. Hôm nay khán giả về với quê hương Đồ Sơn rất là đông và chắc chắn rằng chúng tôi cùng với quý vị và các bạn đây chúng ta rất đam mê với lễ hội chọi châu truyền thống Đồ Sơn, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Và một sự cảm động vô cùng cảm kích là giữa khán đài C và D chúng ta đang đội nắng để xem hội. Chúng tôi cũng rất trân trọng truyền lời của quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban tổ chức lễ hội chọi châu quận Đồ Sơn. Xin trân trọng cảm ơn tấm thịnh tình, tình cảm của quý vị cùng du khách gần xa. Trận đấu thứ 7. Giữa châu số 03 gặp châu số 23. Châu số 03 của ông Hoàng Xuân Sơn, phường Vạn Sơn gặp châu số 23 của ông Lưu Đình Vũ, phường Vạn Hương. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, tiếp theo là trận thi đấu thứ 7 vòng chung kết hội chọi châu Đồ Sơn năm 2017. Từ phía cửa Nam, châu được đưa vào mang số 03, chủ châu là ông Hoàng Xuân Sơn, phường Vạn Sơn. Và ở phía cửa Bắc là châu số 23, chủ châu là ông Lưu Đình Vũ, phường Vạn Hương. Lúc này các ông chủ châu đang đưa châu vào sát điểm chờ trong sân để chuẩn bị thi đấu trận thứ 7 này. Châu số 23 tỏ ra hết sức thong thả khi vào trận. Và lúc này thì cũng đang tiến gần đến điểm chờ trong khu vực thi đấu. Còn ở phía cửa Nam thì sao ạ? Vâng, ở phía cửa Nam thì châu số 03 đã chủ động dùng miếng hổ lao tấn công châu số 22. Rất dũng mãnh, rất quyết liệt.
tất cả vào khu vực an toàn với mục đích uy hiếp và tấn công đối phương. Tất cả lực lượng Giáp Châu đi hết vào sau phía. Vâng, liên tục là những pha tấn công quyết liệt của châu số. Vâng, châu số 03 vào hết khu vực an toàn. Quả thật là hết sức quyết liệt từ phía cửa nam với khoảng cách từ phía cửa nam với khoảng cách gần 100m. Châu số 3 dùng biến mẫu nào tấn công quyết liệt về châu số 23. Và lúc này thì đang tấn công và truy đuổi châu số 23 về phía cửa bắc. Trọng tài công bố sau 10 giây, châu số 03 của ông Hoàng Xuân Sơn, phường Vạn Sơn đã chiến thắng châu số 23 của ông Lưu Đình Vũ, phường Vạn Hương. Một trận đấu vô cùng nhàn. Châu số 23 thể hiện một châu dũng mãnh, một pha đánh dập, một pha hồn ao hết sức ngoạn mục và đã chiến thắng châu số 23. Châu số 03 và châu số 20, theo quan sát của chúng tôi là những châu rất hay. Chúng ta cùng theo dõi 8 châu sẽ lọt vào vòng tứ kết, trong đó có châu số 20, châu số 03. Chứ không như châu số 25, châu số 25 có một pha đánh dập nhưng bị choáng. Châu số 23, châu số 03 có một pha vừa rồi đánh dập nhưng rất là tỉnh. Và với cách đánh như này thì những trận sau cũng như thế mà thôi. Hết sức chủ động và tấn công. Thường thường đi xem thì chúng ta rất thích xem những châu đánh dập, tức là những pha hồn ao đánh từ xa. Nhưng cũng rất hại châu và có nhiều châu sẽ không còn khả năng thi đấu. Trận thứ 8, châu số 08 của nghệ nhân Hoàng Gia Bồn ở phường Ngọc Xuyên sẽ gặp châu số 22 của ông Hoàng Đình Phúc, nghệ nhân phường Vạn Hương. Trọng tài chúng tôi xin thông báo vừa rồi một số trận đấu. Những người dắt châu và những người được nhiệm vụ che cờ là sai với nhiệm vụ đã được phân công. Khi dắt châu vào vị trí vạch chờ, sau khi rút thừng mới được mở cờ, thì các đồng chí được nhiệm vụ che cờ đã mở cờ trước khi rút thừng là không đúng theo nhiệm vụ đã phân công. Khi rút thừng thì mới được mở cờ. Khi rút thừng có nghĩa chưa mở cờ thì châu vẫn được che mặt. Trọng tài xin thông báo để các đồng chí được biết.
và những tình huống mà châu đánh dập từ xa không cho người dắt đến gần thì chúng ta buộc phải rút thừng từ xa để đảm bảo an toàn. Trận thứ 8, châu của hai nghệ nhân đến từ hai phường Ngọc Xuyên và Văn Hương thi đấu trận thứ 8 của vòng 1-8. Châu nào chiến thắng trận này sẽ gặp châu số 03 vừa chiến thắng châu số 23. Châu số 23 có cách đánh rất hay. Tức là đánh dập từ xa và đánh knock out đối phương. Nếu như châu yếu hơn không thể chịu được. Vừa rồi thì châu số 23 phải bỏ chạy với một pha đánh như vậy. 11 giây châu số 03 đã giành chiến thắng. Cửa Bắc chưa cho châu vào đâu. Tất cả giờ này chưa có lệnh chưa được vào. Trọng tài thông báo cửa Bắc, các ông chí phải chờ hiệu lệnh của trọng tài chính. Bởi vì cửa Nam châu chưa vào. Và khi hai châu vào phải đứng ở điểm chờ, cổng chờ. Sau khi có hiệu lệnh của trọng tài chính thì chúng ta mới được đưa châu vào. Chúng tôi xin thông tin tới quý vị, vào năm 2000 thì cúng châu mang số 08 của ông Hoàng Xuân Long, phường Vạn Sơn. Bây giờ chúng tôi quan sát ở phía cửa Nam thì châu đã được đưa vào cổng chờ. Trọng tài chính đã ra hiệu. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trận thi đấu thứ 8 vòng chung kết hội chợ châu Đồ Sơn năm 2017 giữa Nam châu số 08 và châu số 22. Từ phía cửa Nam, châu số 22. Dừng châu. Rút bối đi, châu đánh dập rồi. Tất cả vào sau phía hàng rào, về vị trí an toàn. Đề nghị tất cả về sau hàng rào, vào vị trí an toàn. Vâng, như vậy là trận thi đấu thứ 8 này đã được diễn ra.
Sau một thời gian thăm dò rất ngắn ngủi thì châu số 08 vâng đã quay ra tấn công châu số 22 trước nhưng không thành công. Và lúc này đây thì hai châu lại tiếp tục nghênh nhau. Vâng, lại một đòn tấn công nữa của châu số 08. Một đòn tấn công sau lưng của châu số 08 về phía châu số 22. Nhưng rất nhanh, châu số 22 đã quay trở lại. Cản miếng tấn công vừa rồi của châu số 08. Chúng ta đang theo dõi hai châu của hai nghệ nhân đến từ phường Ngọc Xuyên và phường Vạn Hương thi đấu với nhau. Châu số 08 và châu số 22. Châu số 08 của nghệ nhân Hoàng Gia Bổn, phường Ngọc Xuyên. Châu số 22 của nghệ nhân Hoàng Đình Phúc, phường Vạn Hương. Châu số 08 có cặp sừng đà, có nghĩa là hơi áp sát. Vừa rồi có những pha dập nén. Các chàng trai ơi, trống chiêng đâu, nổi lên, tạo không khí tưng bừng của ngày hội. Rất khỏe. Châu số 08 là châu đánh dập nén, có nghĩa đối phương sơ hở là đuổi theo tấn công với những pha đánh không mạnh. Với cặp sừng đà áp sát để cái chắn rô ra thì châu số 08 có những pha dập nén về phía châu số 22. Đúng là một pha dập nén. Bắt châu. Cờ Bắc chuẩn bị. Đóng cổng lại. Chúc mừng nghệ nhân Hoàng Gia Bồn. Đóng cổng lại. Các đồng chí đóng chặt cổng để không cho châu sơ quay lại sân. Trọng tài công bố sau 2 phút 34 giây, châu số 08 của nghệ nhân Hoàng Gia Bổn đến từ phường Ngọc Xuyên đã chiến thắng châu số 22 của những nghệ nhân Hoàng Đình Phúc, phường Vạn Hương. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong 8 trận đấu của vòng 1-8 vòng chung kết. Lễ hội chọi châu truyền thống năm 2017. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị đón xem 4 trận của vòng tứ kết. Trận thứ nhất, châu số 20 của ông Lưu Đình Tới, phường Vạn Hương sẽ gặp châu số 25 của ông Hoàng Đình Sơn, phường Bàng Na. Trận thứ hai, châu số 32 của ông Hoàng Đình Dũng, phường Ngọc Hải gặp châu số 31 của ông Lưu Tuấn Đạt, phường Ngọc Hải. Như vậy thì hai châu của phường Ngọc Hải sẽ gặp nhau ở trận tứ kết thứ hai. Và châu nào chiến thắng thì cũng sẽ vào thi đấu ở trận bán kết. Trận thứ ba của vòng tứ kết là châu số 12 sẽ gặp châu số 07. Châu số 07 của ông Đinh Đắc Đoàn, phường Ngọc Xuyên. Châu số 12 của ông Nguyễn Quốc Dược, phường Minh Đức. Và trận tứ kết thứ tư thì châu số 08 của nghệ nhân Hoàng Gia Bổn sẽ gặp châu số 03 của ông Hoàng Xuân Sơn, phường Vạn Sơn. Châu số 03 là châu đánh dập với chiến thắng 11 giây. Giờ này thì chúng ta đã có cảm giác của những trận tứ kết. Chúng ta biết được đường đi của châu rồi. Chúng ta biết cánh đánh của các châu. Như vậy thì châu số 20 sẽ tấn công hay châu số 25 sẽ tấn công? Chúng ta cùng theo dõi trận tứ kết đầu tiên.
Trận tứ kết đầu tiên cũng là trận thứ 9 của vòng chung kết. Châu thắng chưa bắt được đâu. Và những châu mà đoạt giải cao ngày hôm nay chắc chắn sẽ phải chịu rất nhiều đòn. Bởi vì từ vòng 1-8 bây giờ chúng ta được theo dõi là nhiều châu đánh rất hay. Như châu số 20 gặp châu số 9 với thời gian phải chiến thắng sau thời gian 7 phút 45 giây. Và trận dài nhất đó là trận 9 phút 55 giây của châu số 16 và châu số 12. Và trận ngắn nhất là 10 giây giữa châu số 03 gặp 23. Trận châu số 01 gặp 32 với 3 phút 22 giây. Và trận thứ 2 với 11 giây là châu 25 gặp châu 27 với một pha đánh dập. Thì châu số 27 đã bỏ chạy. Châu 08 chưa bắt được. Trọng tài ơi, vòng này hai châu cùng cửa đấy. Đề nghị trọng tài hai châu cùng cửa thông báo cho chủ châu. Trọng tài thông báo châu số 20 của ông Lưu Đình Tới tập kết tại cửa Bắc. Trọng tài thông báo châu số 20 của ông Lưu Đình Tới phường Vạn Hương tập kết tại cửa Bắc. Châu số 25 của ông Hoàng Đình Sơn phường Bắc Na tập kết cửa Nam. Như vậy đến thời điểm này thì phường Ngọc Hải còn hai châu đi vào vòng tứ kết. Phường Ngọc Xuyên còn hai châu, Bàng Na còn một châu, Minh Đức một châu, Vạn Sơn còn một châu, Vạn Hương còn một châu. Như vậy thì phường Hợp Đức không còn châu nào đi vào vòng tứ kết. Quận Đồ Sơn gồm có 7 phường: Ngọc Hải, Ngọc Xuyên, Vạn Sơn, Vạn Hương, Bàng Nam, Minh Đức và Hợp Đức. Thank you.
đang đi trên sân là châu số 20 của ông Lưu Đình Tới, phường Vạn Hương, đang được đưa về phía cửa Bắc để tập kết. Kính thưa quý vị, và như vậy là chúng ta vừa chứng kiến xong trận đấu thứ 8 giữa châu số 08 của ông Hoàng Gia Bổn, phường Ngọc Xuyên gặp châu số 22 của ông Hoàng Đình Phúc, phường Vạn Hương, và châu số 08 của ông Hoàng Gia Bổn đã giành chiến thắng. Và như vậy là chúng ta đã tìm ra châu đấu với châu số 03 là châu số 08. Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 9. Trận tứ kết 1 giữa châu của ông Lưu Đình Tới, phường Vạn Hương, mang số 20 là châu thắng trận 3, gặp châu số 25 thắng trận 4 là châu của ông Hoàng Đình Sơn, phường Bằng La. Bởi hai châu cùng một cửa cho nên quý vị cùng chờ đợi một ít phút để một ông châu sẽ được di chuyển sang phía cửa Bắc. Châu số 20 đã đang đứng tập kết ở cổng chờ. Trọng tài chính đã ra hiệu đưa châu vào thi đấu trận tứ kết đầu tiên. Giơ cao cờ lên và áp sát mặt châu. Sau khi rút mũi xong, lực lượng dắt châu và che cờ mặt châu, các đồng chí về vị trí an toàn. Cửa nam đi cờ nhanh quá. Rút thừng, rút cờ. Tất cả vào vị trí an toàn. Châu số 25. Vâng, như vậy là châu số 25 đã chủ động tấn công. Rất hay. Một miếng ngổ lao tấn công vào cửa nam. Nhưng không được, châu số 20. Tất cả vào vị trí an toàn. Đã phá cáng và lấy được cáng về phía châu số 25. 25 ơi, kiên cường lên. Đầu châu số 25 và... Vâng, một cáng nữa rồi. Lại một miếng cáng nữa, vâng. Rất quyết liệt. Một miếng cáng hết sức hiểm của châu số 20. Cửa nam. Cửa Bắc chuẩn bị. Cửa Bắc chuẩn bị đóng cổng lại. Thưa quý vị, đúng như dự đoán, châu số 20 một châu khó chơi. Có những pha đánh hết sức là hiểm hóc, ni nợm và đã giành chiến thắng. Tuy rằng là châu số 25 có những pha đánh hết sức tuyệt vời, đó là đánh dập từ xa. Nhưng dù sao ở vòng 1-8 thì châu số 25 đã bị choáng trước pha đánh về phía châu số 27. Châu số 20 rất là nhàn. Như vậy với châu số 20 thì chắc chắn những đối thủ gặp châu số 20 dường như sẽ không đủ cơ để tấn công châu số 20. Và chúng ta hãy nhận định châu số 03 sẽ có pha tấn công. Kính thưa thật quý vị, và chúng ta vừa chứng kiến xong trận tứ kết thứ nhất giữa châu của ông Lưu Đình Tới, phường Vạn Hương, mang số 20, gặp châu số 25 của ông Hoàng Đình Sơn, phường Bằng La. Và châu số 20 của ông Lưu Đình Tới đã giành chiến thắng. Và chúng ta đã tìm ra ông châu đầu tiên có vé vào trận bán kết thứ nhất trong vòng chung kết ngày hôm nay. Sau đây chúng ta cùng đến với trận thi đấu tiếp theo. Một cuộc đọ sức khi hai châu tiếp đầu nhau thì châu số 20 đã có hai pha cáng liên tục bốc ngã châu số 25. Và pha cáng tiếp theo, một pha cáng vô cùng hiểm. Ông xin chúc mừng chủ châu số 20. Đề nghị chúng ta khẩn trương đưa sân để trận thi đấu tiếp theo được bắt đầu. Ông Lưu Đình Tới là những người được kế thừa của các bậc tiền nhân đi trước. Nhưng là một người có rất nhiều kinh nghiệm về môi châu. Và ông cũng đã có nhiều châu đoạt giải. Ông Lưu Đình Tới đến từ phường Vạn Hương của quận Đồ Sơn.
Năm 2016 thì ông Lưu Đình Tới có châu đoạt giải nhì. Đến giờ này thì chúng ta dự báo rằng là châu cửa nam rất dễ giành giải cao, đã có những căn cứ như châu số 20 của ông Lưu Đình Tới. Trọng tài thông báo trận tứ kết thứ hai, châu 32 của ông Hoàng Đình Dũng, phường Ngọc Hải tập kết tại cửa Bắc. Châu số 31 của ông Lưu Tuấn Đạt, phường Ngọc Hải tập kết tại cửa Nam. Trận tứ kết thứ hai, hai châu đều đến từ phường Ngọc Hải. Và là châu nào thắng thì sẽ vào thi đấu ở trận bán kết 1. Và như vậy, châu thắng ở trận tứ kết hai này sẽ thi đấu ở trận bán kết 1. Và châu có thua ở trận bán kết 1 thì châu cũng đã đoạt giải 3. Như vậy phường Ngọc Hải chắc chắn đã có châu có giải. Để khi trọng tài nhắc chủ châu đổi cửa trước